bạc hà cay, tên khác bạc hà ngoại. Bộ phận dùng: lá khi cây ra hoa, tinh dầu cất từ phần trên mặt đất, được tinh chế bằng cách cất lại theo cách cất kéo hơi nước. Công dụng ở các nước châu Âu: dùng các ngọn mang hoa phơi khô của bạc hà cay để chế các đồ uống, và chè bạc hà dùng dưới dạng nước hãm cũng được dùng trong công thức chế các rượu mùi và rượu bia đắng. Nước hãm lá bạc hà cay dùng uống làm dễ tiêu, chống lên men thối rữa, và để an thần, bôi ngoài làm rượu ngứa và hít để gây long đờm. Rượu ngâm lá bạc hà cay uống trị đau bụng, nhức đầu, buồn nôn. Dịch ép từ lá tươi trộn với ít muối uống trị tiêu chảy. Dược Bảo Kỳ Nam, thuốc nam kỳ diệu, xin kính chào quý khách. Bảo Kỳ Nam với tôn chỉ hoạt động bảo tồn và phát huy những cây thuốc, bài thuốc nam có tác dụng kỳ diệu giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt một cách hiệu quả và tối ưu nhất.